Ủa nó xị khối luôn mọi người. Món này là 10 điểm không có nhân nha. Ê mọi người, tôi mới tìm ra được cái món này nè mọi người. Hầm hởm đi qua em mắt cái thấy được cái bao này nè. Cái hãng này đã bán cái món này và tôi biết cái tên là cái món này là cái món gì nhưng mà ăn cuốn lắm. Ở trên đây tiếng Việt nó sẽ ghi là bánh quẩy xoắn nhưng phô mai kem nha. Nhớ nha, nhớ cái loại này nha mọi người. Bỏ vô cái nồi chiên không dầu á, từ 7 tới 10 phút là nó sẽ chín rồi mình ăn liền được nha. Ngon lắm, mới được ăn cái bữa là chất lượng đi luôn á. Cái bánh hot tại ốc nó ngon một là cái này nó ngon tới 10 luôn nha mấy má. Ở trong đây á là nó sẽ có cái lớp phô mai kem thì là nó sẽ hơi ngọt ngọt nhẹ nhẹ và nó sẽ có một vị chua phô mai mọi người. Trời ơi bay ơi, bay bay ơi, bay ơi, là làm bột nếp thì sao á, nó mềm nó dẻo mà nó bên ngoài nó giòn, nó được phủ một cái lớp đường. Món này là 10 điểm không có nhân nha.